Hi, xin chào ông bà, cô chú, anh chị đang xem kênh của Nhung Nai Rá Cuộc Sống Trung Quốc. Đợt này chồng em về cũng được lâu lâu, nói chung là cũng tại vì bữa giờ ở nhà mua vé mà không có được ở cả nhà. Đợt này lại chuẩn bị đi công tác ở bên Giang Tô nữa. Nói chung là cứ vài tháng thì lại chạy tỉnh này, vài tháng lại chạy tỉnh kia. Nói chung đi tỉnh cũng cực lắm. Nó nghĩ tới cái cảnh mà ngồi tàu, ngồi xe mà hàng tiếng đồng hồ ta cũng ngán dữ thành. Đợt này vé tàu ngày kia đều cháy vé hết trơn á, người dân người ta đi du lịch nhiều á, nên thành ra là chồng em mua vé mấy ngày nay vẫn mua chưa được, nên mới có cơ hội ở nhà thêm vài hôm nữa đó. Mà ở nhà thêm vài hôm á thì tiền lương sẽ ít vài hôm, nhưng mà thôi kệ, lâu lâu mới về mà. Làm cả năm á về được 1-2 lần chứ mấy. Tiền thì mình từ từ kiếm vậy, nhưng mà quan trọng là được về cùng với gia đình, đoàn tụ gia đình là mừng rồi. Ba 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 ba. 为什么从这边去？喜欢从哪边刷就刷。红的，红的。哎呀，这有点红啊！你是红色，我是粉红色。đi vô siêu thị mua đồ nướng cả nhà，mua đồ dễ nấu。给王吉唱歌。 你也坐里面吧。好吧，给我坐里面，你推着。欢迎光临。欢迎光临。啊，欢迎光临，王姨，欢迎光临。 Nhớ cái lần gần nhất mà tụi em cùng nhau nướng đồ ở trên sân thượng á, vậy mà chớp mắt cái mà đã là chuyện của năm ngoái luôn rồi. Công nhận á, một năm trôi qua nhanh thiệt sự luôn á. Và bây giờ á, lại cũng đến mùa hè nữa rồi nè. Mà đầu mùa hè như thế này á, thì buổi tối á, không có nóng cũng không có lạnh luôn, kiểu mát mát đấy cả nhà. Nên là ngồi trên sân thượng á, mà nướng đồ á, là tuyệt vời luôn á. Lúc trước thì có mấy đứa em họ với lại anh Gia Phi á, cũng ở nhà. Nhưng mà đợt này á, mấy ổng đi theo chồng em đi làm hết rồi. Đợt này có mình chồng em về thôi, nên thành ra là ở nhà có mỗi anh Phi này. Là vì do ổng làm ở gần nhà cho nên là lúc nào cũng ở nhà hết. Về là lúc nào cũng hú ổng. Nói chung là cũng thích cái tính của ổng nữa, dễ thương và hiếu thắng. Đây là quán tử. Đây à? Đây là dầu yu. Yêu xiu. Đây là có người à? Cái gì? 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 什么肉？鱿鱼。这好吃吗？鱿鱼，要不要？这也是鱿鱼啊。要哪个好吃吧？哪个好吃？等包满啊。 哪个好吃？你不要，你打开啊！人家都打开呢，就让你打开，谁让你整包呀？鱿鱼，等那怎么拿？那拿完吧，只有一点点。那个不要，这么多。这拿一半吧，拿这拿完。好。 好吃，好吃。对啊，问你啊，要好吃吗？这啥肉呀？羊肉。鸡架。有没有整包？有，有整包。啊，这牛肉。牛肉哪里有包了？牛肉有了。牛肉，看一下。没有了吧？啊，羊肉这。 太多了。你说整包？拿回去放冰箱。Bữa nay á nổi hứng đột ngột á, gần 7 giờ tối rồi á, mà tụi em mới đi mua đồ về nướng, nên là bây giờ mua đồ tươi không có nữa cả nhà, nên là tụi em phải mua đồ đông lạnh nè. Nhưng mà không sao, tại vì mấy cái này đồ đông lạnh người ta xin que sẵn á, cũng tiện lắm, ăn cũng ngon lắm cả nhà, chứ cũng không có dở đâu. Tại vì ở dân ở đây á, người ta thường xuyên mua cái này lắm, cho nên là hàng lúc nào cũng có hàng mới hết.
Dù là đông lạnh á, nhưng mà cũng không có sợ là để quá lâu á cả nhà. Dân Trung Quốc á, người ta cũng chuộng ăn đồ nướng dữ lắm. Mà đồ nướng hương vị Trung Quốc á, cũng rất là dễ ăn. Mà hiện tại thì em thấy trên mạng á, nhiều bạn Việt Nam á, cũng rất là thích ăn đồ nướng Trung Quốc. Bởi vì họ có một cái gia vị nướng á, rất là đặc trưng luôn. Kiểu ăn là ghiền á. Nói đi em rồi, giờ khơi chào. Xin đừng mua. Lấy lần cô. Hả? Xin đừng mua, đừng khói anh chị. Xin đừng mua, hơi bà, có mà đều yêu đồ thôi. 嗯。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 嗯
nhìn đồ ăn vặt bên này á, ghiền ơi là ghiền luôn. Tao nói ngày nào cũng muốn đi siêu thị để mua đồ ăn vặt thôi. Bây giờ hả, nhìn hết muốn mua luôn cả nhà. Tại vì cái gì cũng nếm thử rồi á, xong cái giờ hết muốn ăn luôn. Come on. Tua xì quá. Yán bu yao nào ba? Yán à, phong gie tao la. Yán phong gie ni ba. Sư tua bao. Vì sao mà tôi gia lại có phần tua? Mẹ. Ủa mình gia hay có giá mà. Cái này mua đồ ở trên sao sư. Trên sao sư tôi đã đọc là 11, 11 bao. Chúng ta xuống nào. Sao sao. 买东西了，然后就十一包盐。你哥车上吧，叫他回家吃。我要送了。啊。不要了，不要了。没有了。走，你再拿吧。他呢？碳啊，那你拿这个吧，我拿碳。往上面点点吧，我办，要是欠账。管理系统。啊。Đi lên lầu nướng, làm đồ nướng cả nhà. Hôm nay làm tiệc BBQ tại nhà. Mang điện ra chưa? Tập ta. Ủa? Về tới nhà rồi, vừa nhóm lửa cả nhà, đốt than. Chuẩn bị là nướng. Nó khớ sự sức hỏa, nó yu yu khớ bụi sự mất hỏa, mất sức hỏa hoa. Tăng thẳng lỏa, tăng thẳng lỏa, tăng thẳng lỏa, tăng thẳng lỏa, tăng thẳng. Ừ. 黑了，黑了，黑了香，香狗屁！给烫花了，又刮枪，嗯，跌倒了。那鼻子没有啊？豆沙，豆沙。走，问，多大的？帅不帅？问你可没有吗？哎，帅不帅？帅。他们都不在家，只有我们几个。我冒天，哎，别动！算法打了呀，最后拿靠我找的。tụi em giờ chơi theo kiểu là có mấy người thì chơi mấy người. Tuy là không có đông đủ như hồi lúc Tết á, nhưng mà vẫn vui á cả nhà. Tính ra nhà em có cái sân thượng á là hợp lý quá chừng luôn á. Buổi tối trời mát mát nó mà ra đây ngồi nướng thịt với lại nhậu là đúng bài luôn ha. Trái khẩu. Dạ không? Không phải. Dạ nó có yếp bằng. Không chứ mà. Không thể chứ. Dấu dưới thay can. Thay can là dấu sọ. Đó, đó.
也很淡。你看长好吃了吗？苗丝，老板养的嘛，苗丝。苗丝。有没有？什么？成年人还能认识。我喜欢吃鱿鱼。不就熟了吗？熟了。要看吗？鱿鱼烤熟。因为鱿鱼熟的快。天阳那个孟云县那个苗文，你是看的吗？嗯，做的。好吃。我一吃跟那葫芦小面那肉味一模一样。他那肉纹理还是跟那个合成肉。你来，我来。嗯。干啥吧？你吃啥吧？可能有点盐。那么有点盐。我叫吃nướng thêm mấy cây xúc xích nữa, xúc xích này xúc xích ăn liền á, xong rồi mua về nướng cả nhà. Cái xúc xích này nó ăn nó ngon hơn là mua cái xúc xích dạ kia. Hảo lắm bà. Ừ. Hôm nay chồng em làm đầu bếp. Hảo. Tụi lạ. Mời cả nhà nha. Chào chú, chú quay quay. Chú ba. Mời cả nhà nha. Lạng bao. $1,500吃饭了？嗯，吃啊。你喝哪个？你喝啤酒不？啤酒他买很多。反正这里就行了。喝一口，说一说。哈哈哈哈哈！一个男朋友都，他都没见了啊。thấy tụi em nướng thịt ở sân thượng á, nên là chị Nana cũng chạy qua chơi cho vui nè.Cũng lâu rồi á không gặp bà, tại vì á từ Tết ra Tết cái là bà đi với chồng á đi sang tỉnh Hà Bắc làm việc á. Đợt này á cũng mới về chơi khoảng chắc cũng vài ngày. Mà bữa giờ chồng em ở nhà với lại em với Vinh bị ốm nữa cũng không có đi qua đó nhà bà chơi được. Với lại bữa nay tụi em nướng thịt á cũng chỉ có mấy đứa à. Có thêm bà, có thêm một cái miệng nói chuyện cho nó vui, cho nó rộn ràng cũng hay. Thấy chồng em với anh Phi á nướng thịt ngon quá chừng luôn á. Chị Nana bảo á nếu mà hôm nay con trai có ở nhà thì cho nó qua nó học hỏi rồi. Nói nướng thì nghe đơn giản vậy á, chỉ có đặt lên nướng thôi. Nhưng mà quan trọng á là mình phải biết phối cái gia vị nè. Yeah. 那谁？来来来，王静，谁？走，爸爸。干杯！干杯！干杯！哟！干杯！要要要！来，哎，爸要。看你又王静又赶紧喝了。来，干杯！跟你爸干杯去。干杯！干杯！哟！啊，哟！谁来？你看，干杯！哟！对呀，你看这招过了，得这样才敞门儿。男的怎么不知道？我给你们那穿着穿着。这家具体好感觉，比我们之前去外面路边去的好。自己弄得好，嗯，有点费。昨天去，啊，大家都是也去，不花钱。啊，你不是辣椒啊？我说放的是料，不是辣椒。料为什么有毛？
点你不要。干杯！干杯！干杯！好，这边靠完给货翻翻，上不来不老来一个。干杯！他都学会了吧？这是羊肉吧？羊肉。嗯。也感觉羊肉好吃是吧？嗨！这是啥？嫩嫩的。妈妈。没辣椒是吗？爸爸。你们吃吧。妈，你这点没有辣椒。爸爸。多饭，早起有点少。Mỗi lần chồng em về là lại có nhiều việc để làm, có nhiều bạn để chơi, nên là em rất là vui luôn á. Vui khi mà có chồng về, có bạn bè tụ họp nữa. Còn bình thường thì cứ bận rộn với con cái nhà cửa, em chẳng có người bạn nào ở đây cả, toàn là bạn của chồng em không à. Mà bạn của chồng em thì khi nào anh về thì mới có thể tụ họp được. Đôi lúc nhìn lại cũng thấy hơi tủi thân một chút. Thấy mọi người hay bảo là còn trẻ mà chồng phải đi làm xa, một năm chỉ về vài lần thôi. Em nghe những câu đó em cũng chạnh lòng lắm, nhưng biết làm sao được. Giờ cuộc sống hai chồng em còn khó khăn, nên là phải cố gắng hơn một chút. Còn trẻ nên là còn nhiều thời gian, cố gắng thêm một chút nữa, cố gắng thêm vài năm nữa vậy. Mong là tới lúc người lớn hơn một chút thì vợ chồng em cũng ổn định kinh tế hơn một chút. Thì chắc lúc đó em cũng sẽ không muốn chồng em đi làm xa nữa. Dù gì có chồng bên cạnh vẫn hơn mà. Còn bây giờ là không có dám suy nghĩ nhiều luôn á, sợ mất công lại buồn lại tủi nữa. Lúc nào cũng cố gắng thật là tươi cười, thật là vui vẻ để chồng em nó an tâm á, cố gắng để làm chỗ dựa tinh thần và hậu phương vững chắc cho ảnh. Vậy thì mới có tâm trí nỗ lực kiếm tiền được chứ, phải không cả nhà? Sẽ ở đây. Sẽ. Chào sĩ. Dạ dạ. À dạ dạ. Nghỉ chào dạ dạ bao bao. Nghỉ hẳn là sẽ rồi. Dạ bao bao. Ây dồi. Dạ là sao?对了，爷爷抱抱。那是新做给呢，叫爷爷嘛。叫爷爷吧。叫爷爷吧。那先生，先生。哎，叫爸爸。哎呦。với lại hiện tại em vẫn đang bán táo đỏ tinh cương nguyên bụi với lại vương kỳ tử của Ninh Hạ, còn có nho đen khô tinh cương và miếng khoai lang nữa. Em bán để kiếm thêm một chút thu nhập nhỏ nhỏ thôi á cả nhà. Nên là nếu mà ông bà, cô chú, anh chị nào mà muốn mua hàng, muốn trải nghiệm thử á, hoặc là muốn ủng hộ mẹ con em á, thì cả nhà có thể nhắn qua Zalo. Số Zalo em để trên màn hình nhé. Em có hàng sẵn ở Việt Nam á, nên là mọi người nhắn tin là em có hàng gửi liền cho cả nhà, không có phải đợi lâu nè. Video hôm nay của em tạm thời kết thúc ở đây vậy. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở video ngày mai nhé. Bye bye.